hai tô, có một tô không có hành, nhưng mà lấy sả son. Rồi sáng hôm nay quý vị các bạn ăn hủ tiếu mì thập cẩm nha, đã lắm. Nước sôi sùng sục luôn, nước lèo nè, có cá nữa. Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại là khoảng 9 giờ sáng ngày 24 tháng 9 2024 ha. Sáng nay chúng ta đến đây ăn hủ tiếu mì thập cẩm nha, lại ký 4 số 256 xuyệt 41 Hàng Hải Nguyên, quận 11. Rồi, chúng ta đi qua, khá đông các bạn. Nhà gáy quá trời. Lại ký. Mình bán tầm mấy giờ em trai? Cũng giống như mấy cái điểm kia vậy con. 6 giờ tới 11 giờ rưỡi. Ok, 6 giờ sáng 11 giờ rưỡi. Mùng 1 ngày rằm mày bán không? À, bán hết luôn. Đã hết rồi. Lễ gì cũng bán luôn vậy con. Ồ, lễ bán luôn hả? Dạ. Vậy là Tết bán luôn đó hả? Dạ đúng rồi. Hôm Tết có nghỉ con. Mình đã bán luôn. Lại cái 4 thì mình ra thì mấy tháng rồi anh trai? Mấy tháng, 4 tháng rồi hả? 4 tháng ha. Rồi, 2 tô thập cẩm, 1 tô nhiêu vậy ha? 1 tô có 45 rồi. 1 tô 45 ha. Dạ. Rồi, 2 tô. Ô, có xà lách son. Đó, đây giống y chang bên kia. Giống y chang ha. Cơm cá cực nè, cái gan chứ. Cơm cá cực cho đừng lấy gan. Rồi tâm cá cực ha. Mì khô không chú? Rồi trà thơm ha. Đây menu có hủ tiếu, có nước, món ăn. Hủ tiếu có thập cẩm 45
tôm cá 55, tôm 55, tôm cực 55, tôm cá cực 55, gừng cực 45, xi quách 45. Ngồi đợi luôn. Chưa có. Đây là tô mì khô trộn ha. Có salad so, có rau salad. $45,000 thôi các bạn. Con tôm lớn có cực, có cá, có gan, có thịt, mì thịt không? Thịt, cá, cực. Rồi, cho xuống kìa. Cảm ơn. Một tô thứ hai. Dạ được. Rồi, đợi một xíu chụp hình. Cực nè. Chưa quá. Gan, gan, hai miếng thịt, hai ba miếng gan, một con tôm. 45 ngàn. Hai miếng cá. Ok, hai miếng cá để... Rồi, chụp cái hình nha. Ăn thêm salad so, ăn thôi. Này có ớt nữa nè, mở ra cho mình. Sạch sẽ, nghe mùi rất cay. Đó, xin thêm cái này tỏi phi hả? Tỏi phi. Rồi, ăn thôi. Rồi, mình ăn xong tô hủ tiếu các bạn ha. 45 ngàn đồng, thật sự là ngon các bạn. Rất đáng đến ăn nha. Sau đây là phần cảm nhận của mình. Của em ăn là tô hủ tiếu nước. Ok. Thì cái phần nước lèo của họ nhạt, ngọt thanh thanh. Vị mặn rất là nhẹ luôn. Em ăn thì nếu mà cái vị của em ăn đậm đà cho nên em sẽ chan một miếng tương với dấm vô. Ok. Đó là vừa tiện lợi. Nhưng mà thực sự là nước lèo ban đầu nó đã ngon rồi. Vâng, tôm tươi, bự chắc thịt. Con tôm rất là chắc luôn á, cắn mà cắn rồi là thả răng luôn á. À, cái phần gan béo, phần thịt xử lý tốt, hai thứ đó ngon. Tuy nhiên, cái phần em muốn nói đây là cái phần thịt sắc. Họ sắc nó hơi bị, lúc mà họ trụng á, thành ra nó hơi bị khô khô một xíu. Sắc cũng là vừa đủ mỏng thôi chứ không phải là dày, nhưng mà nó, yeah, lại, nó lại bị khô. Yeah. Và cái cọng hủ tiếu họ trụng xong mà nó kiểu như là nó không bị gãy nát, nhưng mà tới lúc gấp á mà hơi dính dính xíu là nó bị gãy gãy rồi ra ăn thì nó hơi kiểu như hơi khó chịu một xíu. Ok, kiểu như ăn không đã miệng á. Dạ. À, hồi nãy em có nếm cái phần nước lèo bên cái chén khô của anh. Cái nước lèo chén khô với cái nước lèo của em nó khác hoàn toàn luôn. Cái nước lèo chén khô nó sẽ là đậm đà hơn rất là nhiều. Ok, ở đây coi cũng như đó. Thực sự các bạn biết không, là sáng nay mình định gọi là hai tô hủ tiếu nước, nhưng mà cuối cùng thành một khô một nước. Nhưng mà cuối cùng như vậy lại thú vị. Cái phần khô của mình, cái chén nước lèo rất đậm đà các bạn. Từ xương nha, xương rất nhiều. Mình thấy là trong cái phần nước lèo đó là những cái bọt xương. Cái đó bọt xương đúng không ta? Cái là tạo ra đó. Chất đạm á. Chất đạm á, rất nhiều các bạn. Nó là ngọt đậm đà đó. Mình diễn tả đúng là phần tôm rất tươi, cắn vào dai dai sực sực ăn rất ngon. Cực xử lý tốt, gan có độ béo, tươi ngon, không có bị khô. Tuy nhiên là miếng thịt nó hơi bị khô chút xíu, nó không được có độ mềm mại ướt át. Cái phần mì trộn khô thì ăn cũng khá ngon, dai dai sực sực. Bên cái tô hủ tiếu của mình á, thì cái phần nước lèo rất là thanh các bạn. Thực sự là cái phần nước lèo đó rất dễ hút và có thể hút được hết nguyên cả tô luôn. Cộng hủ tiếu thì hơi bị đứt đoạn chút xíu do nó hơi điểm dở. Nhưng mà cái cọng mì thực sự là dai. Do đó nếu các bạn đến đây ăn, các bạn có thể chọn cái phần hủ tiếu mì hoặc là mì không với cái phần nước. Thích đậm đà thì ăn khô, còn thích mà thanh nhẹ ăn nước. Khác biệt hoàn toàn luôn á. Đúng rồi, khác biệt hoàn toàn luôn. Đây là một quán dạng gia đình và thực sự họ rất là vui. Các em đứng bếp còn rất trẻ mà tay nghề thấy khá ghê á. Có hai bà bác ha, hai cô bác. Hai cô bác phục vụ thì cũng vui vẻ luôn. Tuy nhiên là đôi khi là họ hơi lấn cấn đúng không ta? Hơi bị lơ đễnh, mặc dù họ có viết giấy. Cái em thấy rõ ràng hồi nãy họ hỏi em có viết giấy. Tới lúc mà làm món lại cũng lộn lên lộn. Đúng rồi. Do đó các bạn phải chú ý chút xíu nha. Trà thì thơm các bạn. Sạch sẽ nữa. Bàn thì inox, ghế cao, ngồi dễ chịu. Mình quên nhận xét có một cái đặc sản của họ. Mình phải dùng từ là đặc sản. Đó chính là cái phần sốt xả.
tốt xả có sa tế trọng. Đúng rồi. Đối với mình là cay, nhưng mà đối với mình rất là thích các bạn. Không chỉ là cay, nó cay nhẹ thôi à, nhưng mà cái mùi xả rất thơm và ăn không hề bị sạm miệng. Mùi thơm quát lên rất là nhiều. Và cái phần ớt sắc của họ là sử dụng dòng ớt, hình như mình nhớ là ba chi, và rất là cay. Tỏi phi cũng ngon luôn. Cái phần nước lèo nãy của em quên nói, mặc dù nó ngọt thanh, nó thơm, nhưng mà nó sẽ hơi bị mỡ một xíu, hơi nhẹ thôi, chứ không phải là trắng trong. Nó phải là trắng trong. Nếu mà trắng trong hoàn toàn không thì bên quận 8 có 2 tiệm. Đúng rồi, ok. Nếu mà trắng trong không thì quận 8 có 2 tiệm hủ tiếu mì, đó là Tuy Lý Vương và Thuận Hiền Vương, thì rất là trắng trong. Rồi ăn từ quận 11 đi dọc dọc chạy ra hướng ngoài đây luôn tới quận 3. Đường Sớm Đức góc giao với đường Thái Phi. Hát cảo cũng ta. Quay hình gửi A Dí xem. Ổi nữ hoàng 10.000, trời ơi chữ nửa ký. Số 2 viết nhỏ xíu. À Di nhà, à Di ở đây nè, à Di ơi. Rồi đi qua. Hôm Thái bao ăn